thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát ấy đối với Tam Ma Địa Sư Tử Tần Thân đã khéo thành thục, lại có khả năng nhập Tam Ma Địa Tập Tán của Đại Bồ Tát. Thế nào là Tam Ma Địa Tập Tán của Đại Bồ Tát? Này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát xa lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tử, đi sanh hỷ lạc nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn, từ sơ thiền xuất nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn, từ đệ nhị thiền xuất nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn. Từ đệ tam thiền xuất nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn. Từ đệ tứ thiền xuất nhập định không vô biên xứ an trụ trọn vẹn. Từ định không vô biên xứ xuất nhập định thức vô biên xứ an trụ trọn vẹn. Từ định thức vô biên xứ xuất, nhập định vô sở hữu xứ an trụ trọn vẹn. Từ định vô sở hữu xứ xuất, nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ an trụ trọn vẹn. Từ định phi tưởng phi phi tưởng xứ xuất, nhập định diệt tưởng thọ, an trụ trọn vẹn. Từ định, diệt tưởng thọ xuất, nhập sơ thiền. Từ sơ thiền xuất, nhập định, diệt tưởng thọ. Từ định, diệt tưởng thọ xuất, nhập đệ nhị thiền. Từ đệ nhị thiền xuất, nhập định, diệt tưởng thọ. Từ định, diệt tưởng thọ xuất, nhập đệ tam thiền. Từ đệ tam thiền xuất, nhập định, diệt tưởng thọ. Từ định, diệt tưởng thọ xuất, nhập đệ tứ thiền. Mà, từ đệ tứ thiền xuất nhập định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ xuất nhập định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ xuất nhập định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ xuất nhập định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ xuất nhập định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ xuất nhập định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ xuất nhập định diệt tưởng thọ. Từ định diệt tưởng thọ xuất, nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng, phi phi tưởng xứ xuất, nhập định diệt tưởng thọ, từ định diệt tưởng thọ xuất, an trụ tâm không định, từ tâm không định, nhập định diệt tưởng thọ, từ diệt tưởng thọ xuất, an trụ tâm không định, từ tâm không định, nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, từ định phi tưởng, phi phi tưởng xứ xuất, an trụ tâm không định. Từ tâm không định nhập định vô sở hữu xứ, từ định vô sở hữu xứ xuất, an trụ tâm không định, từ tâm không định nhập định thức vô biên xứ, từ định thức vô biên xứ xuất, an trụ tâm không định, từ tâm không định nhập định không vô biên xứ, từ định không vô biên xứ xuất, an trụ tâm không định, từ tâm không định nhập đệ tứ thiền, từ đệ tứ thiền xuất, an trụ tâm không định từ tâm không định nhập đệ tam thiền từ đệ tam thiền xuất an trụ tâm không định từ tâm không định nhập đệ nhị thiền từ đệ nhị thiền xuất an trụ tâm không định từ tâm không định nhập sơ thiền từ sơ thiền xuất an trụ tâm không định thì này thiện hiện đó là tam ma địa tập tán của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát an trụ trong tam ma địa tập tán chứng đắc thật tánh bình đẳng của tất cả Pháp, Đại Bồ Tát ấy lại đem thiện căn tịnh lự như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện khi hồi hướng quả vị đại bồ đề như thế xa lìa ba tâm đó là ai hồi hướng hồi hướng để làm gì hồi hướng về đâu ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa mà dẫn nhiếp tịnh lự Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 350